Mô típ phần 2 thân tâm tuệ. Bài đọc được thực hiện bởi kênh YouTube Tài chính Tâm An của Phimi.vn. Nội dung được lấy từ kênh Facebook của Nghệ Classic và đã được tác giả cho phép. Lại đọc tiếp về mô típ, nhưng đi sâu hơn về phần thân trong thân tâm tuệ, 3T. Có nơi thì gọi thân tâm trí. Các bạn nào muốn hiểu tổng quan về 3T này thì nên nghe thầy Tuấn CEO, xuất ra nhiều lắm. Thầy nói về 3T và 5 vòng tâm thức rất hay. Nghe sau một vòng đi. Rồi các bạn đọc tiếp bài này để có những góc nhìn thêm về mô típ và 3T vận hành như thế nào. Trong ba thằng thân tâm tuệ, khi xếp thằng thân ngay đầu tiên là có lý do của nó. Tôi hay khuyên các bạn tập thể thao, ngoài việc cải thiện sức khỏe ra thì cái cốt là để các bạn tăng sự kiên trì, kỷ luật và tiết chế dục vọng lại. Dù môn gì mà các bạn tập thực sự nghiêm túc, thì các thói quen trong ăn uống và nghỉ ngơi sẽ thay đổi theo. Đồng thời, các sinh hoạt không lành mạnh cũng bắt đầu rụng bớt. Vì đôi lúc các bạn phê pha có một tí mà phải tập tận 2-3 ngày để bù lại, nên các bạn sẽ không nuông chiều dục vọng một cách vô tội vạ nữa. Gen thằng thân thật ra có nhiều tầng nghĩa sâu lắm. Cái thân các bạn nề nếp được thì cái tâm các bạn mới có điểm tựa vững để nó nương theo. Khi thân các bạn bệnh tật hoặc chỉ sốt nhức đầu đơn thuần thôi thì tâm các bạn đã phóng dật vô cùng rồi, gặp chuyện gì hay ai hỏi gì cũng dễ quạo. Thân không khỏe thì tâm khó yên lắm. Chỉ chứ khi tuệ các bạn ở trình cao lắm thì thái độ các bạn mới khác đi được. Dù thằng thân nó liệt hết rồi. Nên rèn thân chưa xong thì rèn tâm và tuệ là chuyện rất xa vời. Ai nói gì nói, các bạn nhìn vào thói quen trên thân của người đó là nó lồi ra gần hết bên trong họ đang thế nào. Nên mới có câu, nhìn cách họ làm, chứ đừng nghe họ nói. Nói đến đây, các bạn sẽ hiểu, nhân tướng học chính là nhìn vào phần sắc tướng của phần thân để diễn giải ra phần tâm của các bạn. Dễ thấy là, một người tâm khí ổn định và trí tuệ lớn, không thể nào có hình tướng trông nhom nhem được. Dù họ ẩn mình hay đến cỡ nào, thì sự xuất hiện của họ, dù chưa nói gì thì các bạn sẽ dễ cảm nhận được phần khí từ họ toát ra. Nói về phần khí, cũng là chủ đề rất lớn. Nếu các bạn hiểu cơ chế, thì sẽ lý giải được rất nhiều cái trong game đời. Một ví dụ nhỏ, tôi đi chọn trường mẫu giáo cho thằng con 2 tuổi của tôi. Ngoài chương trình học, chi phí, vị trí, thì cái tôi ưu tiên hàng đầu là tôi muốn nói chuyện trực tiếp với hai cô giáo trực tiếp chăm con tôi và cô hiệu trưởng. Đó là ba người quyết định chuyện tôi có chọn trường đó hay không. Tại sao? Vì cái khí của cô giáo nó thể hiện trên sắc tướng, thái độ, nụ cười, đôi mắt, bàn tay, hơi thở và thói quen. Và quan trọng nhất cái khí đó thẳng từ tâm và tuệ bên trong toát ra. Thằng con tôi một ngày ở trường 8 đến 10 tiếng với một người có tâm nhẹ nhàng, nhân hậu, từ bi, rộng lượng. Nếu kèm cả trí tuệ nữa thì tốt, thì tự nhiên cái khí của thằng con tôi cũng được ảnh hưởng theo. Chứ nó về nhà thì sinh hoạt với tôi và mẹ nó tầm 3 đến 4 tiếng là đi ngủ. Nên chọn môi trường cho con mình, chính là chọn ai sẽ chăm, dạy và chơi với nó, chứ không phải chọn nơi đắt tiền nhất hay nổi tiếng nhất. Tuy mỗi người mỗi nghiệp quả, nhưng điều gì có thể làm tốt nhất được thì các bạn cứ làm cho con mình. Tôi có ý nguyện đọc một series podcast trí tuệ cùng con cho các bậc phụ huynh nhưng con tôi còn nhỏ quá. Có vài cái tôi cầm trải nghiệm thực tế thì biên nó mới chân thật được. Nói tiếp về thằng thân, cá nhân tôi thì tập 4 buổi trên tuần. 60 phút trên buổi, tập tạ vào sáng sớm. Ví dụ các bạn làm 8 giờ sáng thì tập lúc 6 giờ, nếu làm 7 giờ thì tập 5 giờ sáng. Lý do tập sáng là vì hãy làm điều khó nhất vào lúc sớm nhất, khi hoàn thành xong thì mọi thứ sau đó bắt đầu dễ nuốt hơn. Lý do tiếp theo là sạc đầy năng lượng cho thân và tâm. Cái này là trải nghiệm của tôi. Trước cũng nhóm công việc ABC, tôi tốn 6 tiếng, nhưng sau này, tôi tập kỹ hơn, ăn uống ngủ nghỉ chuẩn hơn, năng lượng sạc đầy, tâm trí thoải mái. Thì tôi lại làm công việc ABC đó chỉ trong 3 tiếng. Hoặc như vợ tôi kêu đi lau nhà đi, hôm nào thân khỏe, tâm ít chuyện thì lau rất sạch, nhanh, chuẩn, chứ không phải dè dè. Nên té ra, các bạn dành có 1 tiếng tập thể thao là lại tiết kiệm thời gian cho các tác vụ khác trong ngày. Vậy mới thấy, các bạn nào càng thấy bận rộn thì càng nên đi tập thể thao, thân khỏe, tâm sáng thì thay vì ngồi nghĩ hoài không ra thì lại chỉ cần vài tiếng là ra. Nôm na, thân là cái xe. Xe khỏe rồi thì chạy đâu cũng nhanh, còn tâm và trí là quyết định các bạn đi đâu và làm như thế nào. Mô típ về thân chính là lập trình lại những thói quen mới cho phần thân. Thân còn chưa xong thì các bạn khoan bàn đến mấy chuyện giải thoát xa vời, vì dành có 3 đến 4 tiếng thể thao mỗi tuần mà còn bỏ cuộc thì nói gì đến luyện tâm và trí. Dù có trí nhiều đi nữa mà nằm trên cái thân thiếu năng lượng thì nó cũng như bỏ vàng vào cái xe không chạy được, các bạn hiểu không? Các bạn vừa nghe xong bài đọc, mô típ 2 thân tâm tuệ. Bài đọc được thực hiện bởi kênh YouTube Tài chính Tâm An của Phimi.vn với nội dung lấy từ các bài viết trên trang Facebook Nghệ Classic. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các bài đọc tiếp theo.